Chào mừng mọi người, mình là Yến Chi và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Bóng đá là môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh và nó càng trở nên hấp dẫn hơn bởi những tình huống khó đỡ trên sân bóng. Môn thể thao vua này không chỉ mang lại cho người hâm mộ những phút giây xúc động mà đôi khi đó còn là những khoảnh khắc hài hước không nhịn được cười. Và sau đây, mời các bạn hãy đón xem những khoảnh khắc vui nhộn ấy trong thể thao. Đó là những khoảnh khắc mà chỉ có những nhiếp ảnh gia nhanh tay mới có thể chụp được. Hãy bấm nút like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Tạm biệt tất cả mọi người. Lùng que như vậy? Sao gì mất dạy vậy đủ má? Tụi này là có con có cháu rồi, thằng này đứng con cháu mà chết mặt luôn. Trong thể thao, rất nhiều hành động diễn ra một cách tự nhiên nhưng lại có thể mang đến cho người hâm mộ những nụ cười hài hước. Những nụ cười đó có thể đến từ vận động viên trên sân, khán giả ở bên ngoài hay thậm chí là những sự việc hy hữu bất ngờ. Bóng đá và các môn thể thao dù rằng luôn thể hiện sự mạnh mẽ nhưng trong đó cũng không hề thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Mời bạn hãy cùng xem tiếp những khoảnh khắc hài hước trong thể thao phần 2. Chúc các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ. Đó là tình huống diễn ra trong trận Dynamo Moscow. Yenisan Bitterbus ở giải vô địch quốc gia Nga, khi đó trọng tài Tubin cho dừng trận đấu chỉ vì một tình huống phạm lỗi. Cầu thủ Macom truyền bóng về vị trí đá phạt để trận đấu được tiếp tục. Nhưng do thiếu chú ý nên ông Tubin đã lãnh trọn quả bóng vào người. Sau vài giây ngỡ ngàng, vị trọng tài này làm mặt ngầu rồi giơ ngón tay cái lên ngỏ ý khen đường truyền của Macom thật chính xác. Động vật đại náo sân cỏ không phải là chủ đề hiếm. Từ trước đến nay có rất nhiều trường hợp như chó, mèo đi lạc vào trong sân bóng. Thậm chí có chú chim thực sự bị rơi vì cú sút bắn chim của các cầu thủ. Ở đây là một hình ảnh của một chú chó chạy vào sân cỏ rồi lăn ra đùa giỡn. Các cầu thủ thích thú không ngừng vuốt ve và trận đấu đã phải tạm dừng để đưa chú cún ra khỏi sân. Dường như sự xuất hiện của anh bạn bốn chân này đã giúp bầu không khí trong sân đỡ căng thẳng hơn. Danh sách những màn ăn mừng độc lạ trên thế giới tiếp tục lại có thêm một trường hợp thú vị khi một đội bóng ở câu lạc bộ Udine Calcio đã chịu chơi lái nguyên một chiếc ô tô vào sân để ăn mừng bàn thắng. Nguyên một dàn cầu thủ trèo lên và tận dụng tất cả mọi vị trí có thể để diễu hành trên sân bóng một vòng trước khi đưa chiếc xe vào trở lại. This is my favorite part, right here.
tình huống hài hước trên diễn ra sau trận thắng của Charlton trước Accrington Stanley. Một fan cuồng đã lao vào sân để ăn mừng cùng các cầu thủ Charlton, nhưng chẳng may là bị trượt ngã. Điều đáng nói là chân anh chàng này lại đạp trúng củ quý của Billis. Trả thù không khách đêm hài hước này diễn ra ở trận Nantes tiếp đón PSG trên sân nhà. Cụ thể, trong tình huống các cầu thủ của PSG đang thực hiện pha phản công tốc độ, hậu vệ Diego Carlos đã chạy về để hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, trong lúc chạy về, Diego Carlos đã cố tình đẩy trọng tài Tony Chapron đang chạy ở phía trước. Bất ngờ bị một cầu thủ đẩy ngã, trọng tài Tony Chapron tỏ ra khá tức giận và trả đũa bằng việc dùng chân đá hậu vệ này. Ngay sau đó, vị trọng tài dường như vẫn chưa hết cay cú, liền rút thẻ vàng thứ hai cho Carlos, buộc cầu thủ này phải rời sân vì nhận đủ hai thẻ vàng. Có những khoảnh khắc tuyệt vời đã được tạo nên trên sân tennis, đặc biệt là khi các tay vợt nhận được lời cầu hôn ngay trên sân trong lúc đang thi đấu. Về điều này, hẳn là Steffi Graf có nhiều kinh nghiệm nhất khi mà cô nhiều lần phải đối mặt với những tình huống nhạy cảm đó. Tay vợt huyền thoại người Đức đã từng được hỏi: "Steffi, em có đồng ý làm vợ anh không?" Cô đáp lại bằng một câu hỏi: "Anh có được bao nhiêu tiền để hỏi cưới em?" Một lần khác, một nam khán giả đã chấp nhận mặc váy để được thi đấu cùng thần tượng. Đó là một trận đánh đôi nữ. Tay vợt Kim Clijsters đã gây ra bất ngờ khi quyết định mời một khán giả xuống sân so tài. Người đàn ông trung niên này với ngoại hình có chút vạm vỡ, anh không có trang phục màu trắng theo quy định của ban tổ chức. Vì vậy, tay vợt người Bỉ đã cho anh mượn một bộ váy trắng trang phục. Quá hâm mộ Kim Clijsters, người đàn ông này không ngần ngại, anh mặc váy ngay lập tức và vui vẻ so tài cùng thần tượng của mình. Completely forgotten there's a tennis match going. Không chỉ trên sân đấu, đôi lúc khán đài cũng là nơi gây ra những tiếng cười vui vẻ. Chuyện là cô gái này được bạn trai hẹn đi xem trận đấu cricket giữa hai đội England và Australia. Có lẽ quá vui mừng khi gặp được bạn trai nên cô không hề để ý lúc ngồi xuống. Và cái kết là màn hụt ghế dễ thương của cô đã mang lại một tràng cười vui vẻ và thiện ý cho mọi người xung quanh lẫn bên dưới sân đấu.
Có thể bạn sẽ thấy quen khi nghe câu ý thế hiếp người, nhưng liệu đã nghe ý chiều cao treo người chưa? Câu này chính là áp dụng vào tình huống của Marjanovic, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Serbia. Trong một pha tranh bóng, anh chàng đã cực nhây khi tận dụng ưu thế chiều cao của mình, giơ cao quả bóng trên tay khiến đối thủ không thể với tới. Hình ảnh buồn cười này chẳng khác một người lớn đang đùa với trẻ con vậy. Hy vọng nhiều khoảnh khắc vui vẻ vừa rồi đã cho các bạn những giây phút thư giãn. Hình ảnh nào làm bạn vui nhất, hãy để lại bình luận và chia sẻ với chúng tôi ở phần bên dưới. Sự đóng góp ý kiến của các bạn sẽ giúp kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.